sắp tới thì tôi có một số cái mong muốn đưa cái tơ tằm Bảo Lộc vào những cái bộ sưu tập mà các nhà thiết kế sẽ được những nhà thiết kế trong những cái hoạt động chuyên nghiệp của họ, thí dụ như là tuần lễ thời trang Việt Nam hoặc là lễ hội áo dài tại Huế năm tới, thì đó chính là những cái cơ hội và những cái thời điểm mà tơ tằm xuất hiện hữu hiệu hơn.